Kính chào quý vị và các bạn. Ở Trung Bộ hôm nay vẫn duy trì thời tiết nắng ráo, trong khi đó khu vực Nam Tây Nguyên buổi chiều đã xuất hiện mưa dông. Đắk Nông, Lâm Đồng có những nơi mưa rào nặng hạt, tương ứng với những vùng màu xanh và vàng trên ảnh radar này. Tại Tuy Đức, Đắk Nông, lượng mưa đo được là 22mm chỉ trong một tiếng. Khả năng chiều tối mai thì mưa rào vẫn xảy ra ở hai tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng. Những cơn mưa cuối mùa dù diện không quá lớn nhưng vẫn cần đề phòng với dông sét đi kèm. Sáng đến khoảng 14 giờ, toàn Tây Nguyên vẫn nắng ráo, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay Gia Nghĩa khoảng 30 đến 32 độ. Ở Nam miền Trung, mưa cũng xuất hiện về chiều tối ở một vài nơi như là Nha Trang hay Phan Thiết. Các thành phố khác như Quy Nhơn, Đà Nẵng trời nắng cả ngày, 29-30 độ. Nắng cũng trải đều khắp các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế, mức nhiệt từ 29 đến 30 độ. Chuyển sang thời tiết biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa, ngày mai thời tiết tốt, trời ít mưa, có nắng và gió ổn định là cấp 4. Còn ở huyện đảo Trường Sa, lại có mưa dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.